Xin chào mọi người. Thì buổi sáng hôm nay sau khi hoàn tất một số công việc thì Vương cũng xin phép làm một cái vlog ngắn. Thì sắp tới đây là Vương sẽ cho ra rất rất nhiều vlog nói về nông nghiệp tuần hoàn và trùng quế theo cái yêu cầu của quý bà con và quý khách hàng trên cả nước. Thì mỗi tuần Vương sẽ cho ra khoảng một vài video khoảng tầm từ 5 đến 10 phút để cho chúng ta có thể kết nối và giao lưu với nhau rộng rãi hơn. Bởi vì có nhiều anh chị ở khu vực phía Bắc ở rất là xa, không thể nào mà đi tham quan những cái mô hình về nông nghiệp tuần hoàn hay là những cái trại trùng quế lớn ở Củ Chi hay ở Ninh Thuận được. Thì việc Vương làm những cái video này là để kết nối cũng như là gắn kết với các anh chị em để chúng ta có thể là cùng nhau chia sẻ và hiểu nhau hơn. Và trong quá trình mà tìm hiểu có bất cứ vấn đề hoặc câu hỏi nào mà không hiểu thì cứ liên hệ với số điện thoại Vương để dưới video này. Thì tiếp tục cái series video vlog về nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng thì có rất là nhiều cô chú anh chị khởi nghiệp hỏi về trùng quế và đang có mong muốn là phát triển cái mô hình trùng quế này thành một cái hạng mục trong toàn bộ cái hệ sinh thái đó là vườn ao chuồng của mình. Thì Vương cũng xin phép chia sẻ lại và tóm tắt lại một số cái ý chính quan trọng khi mà chúng ta muốn bắt đầu nuôi con trùng quế. Để nuôi con trùng quế thì chúng ta còn phải đảm bảo được bốn yếu tố này. Thứ nhất đó là cái nguồn thức ăn phải đảm bảo cho con trùng quế, có thể là nguồn phân bò, phân trâu, phân heo hoặc là phụ phế phẩm nông nghiệp. Đấy. Khi nuôi trùng quế, cái điều đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến đó là cái nguồn thức ăn. Thứ hai là cái điều kiện nuôi, tức là cái môi trường phải mát mẻ, thông thoáng. Đấy. Chứ không phải là nuôi ở đâu thì trùng nó cũng phát triển tốt nha mọi người, bởi vì bản chất côn trùng là nó rất là sợ sáng, thích môi trường tối nhưng mà thoáng và mát mẻ. Thứ ba đó là cái nguồn giống. Thì hiện tại bây giờ trên thị trường hầu như 99% tất cả những cái trại trùng quế là người ta sẽ nuôi cái giống trùng F1, F trùng Nhật, trùng Ấn, thì bản chất nó là một con trùng thôi. Tên khoa học của nó là Aedurilus Ogenia. Một số nước ngoài thì người ta ghi là African Nightcrawler, trùng đầu hang châu Phi thì người ta ghi như vậy. Lúc trước cách đây khoảng chục năm về trước á, thì người ta nuôi nhiều cái con trùng quế nó nhỏ nhỏ xinh nhỏ 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 xíu xíu mà nó màu nâu đỏ. Con trùng quế thì nó nhỏ, nó trưởng thành thì nó bự bằng cái tăm thôi. Còn cái trùng lai, trùng Nhật, trùng Ấn, trùng châu Phi rồi thì nó bự bằng cái đũa. Thì con trùng bự này nó có lợi thế là nó ăn phân nhanh, cho ra phân nhanh và năng suất sản lượng của nó rất là tốt. Thì chúng ta có thể sử dụng nó như là một cái công cụ, một cái nhà máy xử lý chất thải hữu cơ từ phân gia súc gia cầm đến những cái nguồn phụ phế phẩm nông nghiệp hữu cơ. À, lưu ý là con trùng nó không có ăn được thịt nha mọi người, thịt hay là những cái loại chất có tinh dầu hay là chất tẩy rửa thì con trùng nó rất là sợ và chúng ta không được đưa vào nguồn thức ăn để nuôi trùng được. Đấy. Và yếu tố thứ bốn là cái kinh nghiệm cũng như là cái nguồn đầu ra để chúng ta có thể là cung cấp cái sản phẩm từ cái con trùng quế là phân trùng và con trùng thịt. Nếu mà chúng ta làm theo kiểu khép kín tuần hoàn thì cái đầu ra hầu như là đảm bảo. Còn nếu mà chúng ta chỉ nuôi trùng để mà kinh doanh thôi thì chúng ta phải có một cái nguồn đầu ra, tức là những cái farm hoặc là những cái khu vực mà chăn nuôi người ta cần cái nguồn trùng thịt hay là cái nguồn phân thì chúng ta phải liên kết với họ sản xuất mỗi người một mảng thì chúng ta mới bền vững và đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường được. Chứ còn mà chúng ta nuôi quá trời trùng, năng suất cao, chất lượng phân tốt nhưng mà đầu ra không có thì cũng vô nghĩa. Đấy. Nên khi mà anh em khởi nghiệp phải chú tâm một chút về cái vấn đề đầu ra thị trường, phải tìm hiểu thị trường trước khi khởi nghiệp chứ đừng tạo nghiệp ha. Một cái câu nói rất là hay. Rồi thì khi mà chúng ta đã có được bốn cái yếu tố này rồi, đảm bảo được rồi, thì chúng ta cần phải làm gì? Thì đương nhiên thị trường là Vương đã nói và chúng ta còn phải cải tiến liên tục để làm sao tiết kiệm được chi phí đầu tư, tiết kiệm được chi phí công nhân và tạo ra được sản lượng cao nhất, chất lượng tốt nhất thì may ra cái lợi nhuận nó mới cao. Chi phí càng thấp, doanh thu càng lớn thì lợi nhuận chúng ta bằng cao, lợi nhuận bằng doanh thu trừ chi phí mà. Đấy. Rồi còn cùng một số anh chị em ở xa thì mong muốn giai đoạn này thì chưa có muốn nuôi trùng mà muốn tìm hiểu về con trùng trước. Vậy thì tìm hiểu như thế nào? Ví dụ như ở xa quá, khí hậu điều kiện nó không có phù hợp nhưng mà muốn tìm hiểu, muốn mua những sản phẩm của con trùng về như phân trùng, dịch trùng hoặc là những cái sản phẩm viên nén từ trùng về để ứng dụng tại vườn mà họ không có nuôi trùng thì làm cái gì? Thì Vương cũng có cái viết cái bộ sách này, bộ sách gồm có hai quyển. Đó là kỹ thuật nuôi trùng quế và ứng dụng trùng quế trong nông nghiệp sạch và cái quyển nuôi trùng quế bằng phân heo. Đấy, đây là combo hai quyển đầy đủ nhất tất cả những kiến thức về trùng quế Vương đưa hết vào trong bộ sách này. Thì những anh chị em ở xa hoặc là ở nước ngoài thì Vương đều có thể gửi bộ sách này cho tất cả mọi người có thể tìm hiểu để chúng ta có thể là làm sao ứng dụng và áp dụng thành công nhất những cái sản phẩm từ trùng quế. Sản phẩm nó tốt nhưng chúng ta sử dụng không đúng cách thành ra nó không tốt và nó tạo ra một cái rào cản, một cái hiểu lầm khi mà chúng ta không xài tốt cái sản phẩm từ trùng quế. Trùng quế nó tốt khi mà chúng ta sử dụng đúng cách thôi. Đặc biệt là cái việc cải tạo đất từ phân trùng quế nó rất là tuyệt vời nha mọi người.
Bởi vì bản thân cái phân chủng quế ngoài dinh dưỡng đa trung vi lượng đạm, lân, kali, phosphor, canxi, magie lưu huỳnh ra, thì trong phân chủng quế nó có rất nhiều hệ vi sinh vật có lợi, giúp cải tạo đất nè, giúp bảo vệ rễ cây nè, giúp hạn chế bệnh về cây nè. Đấy. Và hàm lượng humic, axit humic và fulvic là hai loại keo đất, nó giúp giữ ẩm cho đất rất là tốt. Ngoài ra thì trong phân trùng quế, phân trùng tươi nha mọi người, phân trùng quế đây là phân trùng tươi xúc trực tiếp từ trại, thì nó sẽ có một cái lượng kén trùng khi mà chúng ta bón vào đất và cái độ ẩm phù hợp và cái lượng mùn phù hợp, thì cái kén này sẽ nở thành rất nhiều trùng con, và những con trùng con này sẽ sống xung quanh cái bộ rễ của cây và nó sẽ không có ăn rễ cây nha. Lưu ý nhiều anh chị em hiểu lầm là cái con trùng quế nó ăn rễ cây nên sợ, nhiều khi thấy trùng trong chậu hay là trong đất nhiều quá sợ. Con trùng quế là một loại đã thuần hóa và nó chỉ ăn phân gia súc, gia cầm, những cái loại chất thải đã phân hủy thôi, còn rễ cây nó không có ăn được nha mọi người. Riêng cái con trùng đất á, thì nó sống trong tầng đất sâu trong đất, nó ăn lá cây, rễ cây đã khô đã chết chứ không có ăn cái rễ cây còn tươi nha mọi người, một cái lưu ý ha. Và thêm một cái lưu ý rất là vui nữa là nhiều anh chị nghĩ là cái con trùng nó bị cắt thành đôi thì nó sẽ ra hai con trùng, nhưng mà không phải nha. Cái điều này chỉ đúng đối với cái con đĩa trong nước ngọt á, khi chúng ta cắt nó thành hai khúc thì nó sẽ thành hai con đĩa. Nhưng con trùng khi chúng ta cắt hai khúc chính giữa thì cái phần đầu có cái đai sinh dục, nó sẽ hình thành một cái con trùng mới và cái phần đuôi nó sẽ tự tiêu biến, nó sẽ tan thành nước nha mọi người nha. Đó, một số cái chia sẻ ngoài lề để cho chúng ta hiểu hơn về con trùng. Thì cái bộ sách này muốn sở hữu của nó thì mọi người nên tìm hiểu và mua ở đâu? Thì Vương xin trả lời đó là sách này hiện tại Vương bán trực tiếp chính chủ qua số điện thoại của Vương thôi, duy nhất qua kênh nền tảng của Vương và không bán vào bất cứ nền tảng nào khác. Nên quý cô chú anh chị em hoặc là các bạn muốn đặt mua bộ sách này thì Vương sẽ ship có tận nhà và miễn phí ship xong qua số điện thoại bên dưới. Mọi người cứ kết bạn Zalo với Vương, Vương sẽ chia sẻ và gửi cái bộ sách này cho mọi người theo địa chỉ mà quý anh chị quý cô chú đã cho Vương. Và trong quá trình đọc sách thì Vương sẽ gửi những cái thông tin hữu ích và những hình ảnh minh họa cũng như là tư vấn thêm cho mọi người khi mà chúng ta đọc và tìm hiểu bộ sách này. Bộ sách thì gồm có 2 quyển thôi. Và đặc biệt là khi mà gửi đi thì Vương sẽ gói thành một cái quyển hoàn thiện như thế này. Và đặc biệt trong cái quyển này là Vương sẽ đính kèm một cái file tài liệu là cái quy trình thủy phân dịch trùng quế, làm phân bón lá hay làm dinh dưỡng cho vật nuôi. Thì Vương ngoài hai bộ sách này ra thì Vương sẽ đính kèm thêm cái bộ tài liệu này để mọi người, đặc biệt là những anh chị em đang nuôi trùng á, mọi người có thể tự thu hoạch trùng và tự làm dịch trùng tại nhà luôn. Và chúng ta có thể là khép kín cái vòng tuần hoàn mà không phải tốn tiền đi mua dinh dưỡng hay là mua phân bón đạm cá gì ở ngoài. Chúng ta có thể tự nuôi trùng, tự làm dịch trùng được được. Và một bộ sách hoàn thiện là sẽ nó như thế này nha mọi người, được ship code toàn quốc tận nhà cho mọi người. Đấy. Và hy vọng rằng cái video này sẽ là một cái video ngắn và giúp ích cho mọi người hiểu rõ hơn phần nào về giá trị của con trùng quế mang lại cho nông nghiệp và những cái thông tin hữu ích. Và nếu như có bất cứ câu hỏi hoặc là thắc mắc nào liên quan thì mọi người hãy bình luận hoặc là gửi thông tin tin nhắn qua Zalo hoặc là Messenger cho Vương. Vương sẽ tư vấn và hỗ trợ mọi người trong hết khả năng của mình và học hỏi thêm từ mọi người những cái giá trị, những cái kiến thức mới về nông nghiệp. Nếu như mọi người cảm thấy hứng thú và thích những cái vlog như thế này trong thời gian tới thì hãy cho Vương một like, một subscribe kênh để Vương có thêm một cái động lực để làm thêm những cái video theo nhu cầu của đông đảo mọi người nhất. Vương sẽ làm video và thực tế, thực chiến hơn vài vườn, vài khu vực chuồng nuôi, vài cái khu vực xưởng sản xuất vi sinh và trùng quế và nói sâu hơn, rõ hơn về những cái giải pháp nông nghiệp hữu cơ, vi sinh bền vững trong việc cải tạo đất, phòng trừ sâu hại và ứng dụng những cái chế phẩm trong nông nghiệp bền vững. Một lần nữa rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem ba video này và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nói về nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng và trùng quế. Xin cảm ơn.